rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Ông muốn nói gì? Nói nhanh đi. Con rất giống ba con, nhất là ánh mắt lúc nào cũng cương nghị và quyết đoán. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, ông không có tư cách nhắc tới ba tôi. Chính là ông, chính ông đã hại gia đình của tôi, mỗi người một nơi. Ông tưởng bây giờ tôi không làm được gì ông thì ông có thể nhẫn nhau như vậy hả? Ông nghe đây, tôi nhất định sẽ khiến ông sống dở chết dở như những gì ông đã làm với gia đình của tôi. Triệt à, con bình tĩnh lại đi, con nghe những nói nè. Sự hiểu lầm của con đã đi quá xa rồi, nó sẽ biến con thành một người khác. Và chú dám chắc rằng cha mẹ con sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu. Ông im đi. Ông im đi. Tôi cấm ông, tôi đã nói không được nhắc tới ba mẹ của tôi nữa mà. Hả? Triệt à, con nghe Dương nói đi. Dương rất ân hận khi để thất lạc hai chị em con, nhưng tại việc khi đó Dương không còn sự lựa chọn nào khác. Một tay thì Dương bồng con, còn bọn họ thì đuổi theo phía sau lưng. Còn tâm trí của chị hai con thì hoảng loạn. Ông im đi. Ông có biết là vì sao mà chị hai của tôi bị như vậy không? Ông có biết là mẹ của tôi bị làm nhục và chết tức tưởi hay không? Hả? Dương rất là ân hận vì đã không đến kịp để giải quyết mọi chuyện. Và cũng chính vì lẽ đó cho nên Dương đã đi tìm hai chị em con bao năm qua. Không một ngày nào Dương không nghĩ về hai đứa. Dương đúng là một kẻ không ra gì khi không làm tròn lời hứa với ba con. Ba tôi, ông biết gì vậy ông ấy? Ba tôi đang ở đâu? Ông nói đi. Ba tôi đang ở đâu? Ba, ba con, ba con, ông ấy đã mất rồi. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Ông đừng dối tôi. Ông nói tôi biết đi, ba tôi không có chết. Ba con mất trên tay của Dương. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNi tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNi trên Google Play hoặc App Store.